Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, chim công là loại chim quý với bộ lông rực rỡ, được xếp vào một trong 10 các loài chim đẹp nhất trên thế giới. Và hiện nay thì nhu cầu nuôi chim công đang dần trở nên phổ biến. Anh Trần Văn Toản ở khu vực Bình Yên B, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã thành công với mô hình nuôi chim công của mình và anh trở thành người đầu tiên ở vùng đất Tây Đô mở trang trại nuôi chim công. Và để tìm hiểu hơn về mô hình nuôi chim công của anh Toản thì xin mời quý cô chú, anh chị cùng các bạn cùng ghé nơi đây để tìm hiểu về loài chim độc lạ này nhé. Đây là trại nuôi chim công của anh Trần Văn Toản, phường Lộc Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hiện tại anh sở hữu rất nhiều loài chim công quý hiếm như chim công mái vàng, công Siven, công nâu, công black. Đàn chim công của anh Toản là loài chim được thuần chủng, có màu sắc cực kỳ độc đáo và bắt mắt. Rất nhiều người tìm đến lựa chọn để nuôi làm cảnh. Được biết do đam mê với loài chim công, năm 2016 anh Toản quyết định mua 2 cặp chim Ấn Độ về nuôi và cho sinh sản. Nhờ tìm hiểu kỹ thuật và lòng quyết tâm nên chỉ trong vài năm anh đã tăng số lượng đàn công của mình lên đến hàng chục con. Chưa dừng lại ở đó, những năm tiếp theo anh mở rộng quy mô trại chăn nuôi của mình để tiếp tục đầu tư nuôi các giống chim công quý hiếm khác. Hiện tại trại chim công của anh Toản đã có đến 10 chuồng với rất nhiều giống chim công có giá trị kinh tế rất cao. Tại sao anh lại bắt đầu với sự nghiệp nuôi chim công ạ? Ở cái thời gian đầu của mình là mình nuôi con gà đông tảo. Nhưng mà tại vì cái thời gian đó con gà nó quá nhiều đi và nó tràn lan thị trường nên là kinh tế của nó là rất là rẻ chứ không có giá. Nên là mình quay về con chim công. Cái con công này thứ nhất là cái nguồn đam mê, mới thứ hai nó là nó đem lại cái kinh tế là cao, rất là cao. Nên từ đó thì mình quyết tâm về quay về nuôi sinh sản với con công này. Dạ, trang trại của anh thì hiện tại đang có bao nhiêu loại công ạ? Và số lượng mỗi loại thì bao nhiêu vậy anh? Của mình ở đây giờ thì đang sở hữu là 4 loại công. Nhất là mã vàng và trắng ngũ sắc với công lâu. Thì đang cho sinh sản. Dạ, trong tất cả các loại thì con chim công nào là quý nhất anh? Của mình đây sang đang sở hữu nó là 2 loại. Thứ nhất là con mã vàng này. Mới thứ hai là con công Siven của Thái Lan. Là 2 loại đó đang có giá trị kinh tế là rất là cao. Chim công là loài chim hoang dã quý hiếm, là một trong 10 loài chim đẹp nhất trên thế giới. Khó khăn khi nuôi loài chim này là vốn đầu tư lớn, nhưng bù lại chim công rất dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, ít dịch bệnh và đặc biệt là loại chim có giá trị kinh tế cao. Sau từ 1 đến 2 năm nuôi, chim công trưởng thành và có bộ lông rất đẹp. Mỗi cặp chim công khoảng 2 năm tuổi có giá từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với chim công 4 năm tuổi trở lên có giá từ 65 đến 70 triệu đồng một cặp. Anh Toản chia sẻ, tuy chim công là loài chim dễ nuôi nhưng cần phải chú ý đến môi trường sống và thức ăn của chim công. Mới đầu thì mình bước về con công này, nó khó khăn nhất của mình đó là về cái vốn đầu tư cho con công thì nó cũng khá là nhiều. Cái con chim công này thì nó là có cái sức đề kháng của nó rất là cao. Nhưng mà cao là đối với con công bố mẹ, con công trưởng thành như này thì là nuôi nó rất là nhàn, nên không cần phải thuốc thang hay là cái gì hết á. Nói chung là nuôi con chim công này thì cái chuồng trại của nó thì nó cũng đơn giản, chẳng gì khó cả. Nhất là chuồng trại của nó trong thì mình xây xong là dùng lưới B40 để quây, còn ở dưới thì mình sẽ đổ một cái lớp cát cao lên để cho là chuồng nó khô ráo. Còn nếu mà có diện tích thì làm thêm một cái sân vườn cho nó ra ngoài, cho nó tắm nắng, để cho nó múa thì con công nó sẽ đẹp hơn. Nói chung là cái thức ăn con công này thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là lúa này và thức ăn của con gà cắm viên đó. Rồi là rau, trái cây là nguồn thức ăn chính của những con công này. Dạ thưa quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, đây là chim công má vàng, được xem là loại chim công đẹp nhất trong các loại chim ở đây. Nó sở hữu bộ lông xanh và chiếc cổ màu vàng đồng. Chim công má vàng hiện nay đang rất được ưa chuộng để làm chim cảnh. Trong rất nhiều loài chim công anh Toản nuôi thì chim công má vàng là loài chim có giá trị nhất với bộ lông mượt mà, nhiều màu sắc, được rất nhiều người yêu thích. Chim công quý nhất là phần đuôi càng dài, mượt, màu đẹp thì có giá trị càng cao. Tuy vậy, để chim công có bộ lông đẹp còn tùy thuộc vào giống và kỹ thuật nuôi. Để có một bộ lông đẹp như thế này thì mình cần lưu ý những gì trong quá trình nuôi không anh ạ? Cái con công mà muốn cho một cái bộ lông nó mà đẹp á
thì là mình bổ sung về phần thức ăn con chim như lúa này, rồi là đậu phộng này. Ngoài ra đó thì mình có thể kết hợp thêm rau và trái cây. Còn muốn mà để cho cái bộ lông đuôi của nó sặc sỡ hơn ấy, mà nó óng mượt ấy, là mình thêm cái mồi tươi như là tôm này, rồi thịt bò luôn. Mình cho nó ăn như vậy thì nó sẽ có một bộ lông nó óng. Chim công có hình dáng tao nhã, đặc biệt là chiếc đuôi xòe rộng như một chiếc quạt lớn với nhiều màu sắc rực rỡ, mang lại vẻ đẹp vô cùng tuyệt mỹ. Bên cạnh đó, chim công còn được xem là biểu tượng của sắc đẹp, tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Vì thế, rất nhiều người sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng mua chim công về nuôi làm cảnh trong nhà. Nuôi chim công không chỉ giúp anh Toản thỏa niềm đam mê mà còn đem lại nguồn thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Mỗi năm, trại nuôi chim công này đem lại cho anh hơn 300 triệu đồng. Với ý tưởng táo bạo và lòng quyết tâm, anh Toản đã khiến nhiều người hết sức ngỡ ngàng với mô hình nuôi chim công độc lạ của mình. Và anh đã trở thành người đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long thành công với việc nuôi và cho chim công sinh sản. Nguyên thay mặt kênh Nghề Nông xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Nghề Nông trong suốt thời gian vừa qua. Nếu quý cô chú, anh chị và các bạn có quan tâm đến những nội dung liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, muốn tìm hiểu về những mô hình chăn nuôi, trồng trọt sáng tạo độc lạ, đơn giản và hiệu quả, hay muốn tìm hiểu về những hoạt động sản xuất, về cuộc sống của người nông dân, đặc biệt là ở miền Tây, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Nghề Nông để được cập nhật những thông tin mới tiếp theo nhé. Còn bây giờ, Quý Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn.